Thị trường bất động sản Việt Nam có thể bắt đầu phục hồi vào nửa cuối năm 2013. Đây là nhận định của các chuyên gia bất động sản tại Singapore trong một hội thảo vừa tổ chức tại Trường Đại học Quản lý Singapore SMU. Cũng tại hội thảo thì các chuyên gia cho rằng Singapore có thể là điểm đến đầu tư an toàn cho các nhà đầu tư bất động sản quốc tế và Việt Nam, ghi nhận của phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Singapore. Theo các chuyên gia, có hai yếu tố gây nên sự khó khăn đối với thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay, đó là lãi suất cho vay cao và sự mất giá liên tục của đồng Việt Nam trong những năm gần đây. Do vậy, kiểm soát lạm phát và hạ thấp lãi suất cho vay sẽ là yếu tố kích thích thị trường bất động sản phục hồi. Về thị trường bất động sản thì chắc phải chờ cho cái lạm phát giảm xuống, chắc cũng phải dưới 10%, thì sau đó thì về lãi suất ngân hàng mà cho vay cho bất động sản khoảng dưới 1% thì mới kích thích được cái sự đầu tư của người dân về thị trường bất động sản. Có thể là vào nửa cuối năm nay, các nhà đầu tư sẽ có thể tính toán lại các yếu tố để tham gia lại vào thị trường bất động sản ở Việt Nam. Trong khi đó, theo phân tích của công ty Savills, thì thị trường bất động sản Singapore gần như chưa bao giờ nguội. Singapore có diện tích nhỏ nhưng lại thu hút nhiều người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Do vậy mà nhu cầu bất động sản đã không ngừng tăng. Chính phủ Singapore đã phải luôn điều chỉnh chính sách để kiểm soát thị trường không quá nóng. Singapore được coi là nơi an toàn cho các nhà đầu tư bất động sản, cho dù mức thuế mua nhà cho người nước ngoài là 15%. Nếu như nhìn vào dài hạn 10 năm chẳng hạn, thì 15% diễn giải ra là 1,5% một năm, và thị trường bất động sản phát triển mạnh hơn con số 1,5% một năm trong dài hạn. Bất động sản vẫn là cách giữ tiền tốt và đồng đô la Singapore rất ổn định. Singapore hiện có dân số khoảng 5,3 triệu người, trong đó người nước ngoài chiếm 1 phần 3. 89% người dân Singapore sở hữu nhà ở là tỷ lệ cao nhất thế giới. Theo kế hoạch đến năm 2030, chính phủ Singapore sẽ xây dựng thêm 1,9 triệu căn nhà. Cơ hội vẫn còn cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bất động sản Singapore.